Dạ vâng, em xin tiếp tục thanh lý cục công suất cho mọi người nhá. Đây, trước mặt mọi người là một cục công suất của Victor có mã là V7DVD. Đấy, mặc dù nó nói là DVD nhưng mà bây giờ mọi người biết là DVD bây giờ nó có quá nhiều định dạng rồi thì nó sẽ không đọc được, thường thì nó chỉ đọc CD cho mọi người thôi nhá. Đấy. Ở đây thì em có thử đĩa nhưng mà chắc cái mắt này nó đã lâu ngày thì nó chưa đọc được, thì về mọi người vệ sinh thêm mắt. Đấy, nhà em bán công suất cho mọi người là 3 công suất ra 2 loa và nghe nhạc qua điện thoại thôi nhá. Đây, em đang kết nối với điện thoại đây, 2 loa đang cắm ở đây rồi. Đó. Đấy. Ở đây thì cái con V7 này thì có tận 2 khay MD luôn. Đấy. Anh nào mà thích sử dụng thì về mình có thể test lại giúp em. Đấy, ngoài ra có cả cassette ở đây. Đấy, về mọi người có thể test thêm nhá. Đây, màn hình LED màu xanh rất là bắt mắt luôn. Thì ở cái cục này là cũng là cục đời khá là cao cấp nên có một cổng USB audio đây. Đấy thì về nếu các anh cần thiết thì các anh có thể thử test giúp em nhé. Chắc cái này là để kết nối với cả máy tính khi mình làm việc sẽ nó rất tiện lợi cho mình nhé. Đây hình thức của cục đây. Đấy. Ở đây thì miếng này chỗ này nó hơi bị xước góc một chút do quá trình ở bên kia về thì nó bo, nó không được cẩn thận lắm thì khi họ chuyển hàng thì chắc là va đập mạnh thì nó bị nứt một xíu xíu thôi. Đấy, không ảnh hưởng quá nhiều, về các anh có thể lấy Calami 2 mình dính lại giúp em nhá. Đấy. Đây chi tiết về cục đây. Bên đấy nó cũng đã hơi mờ rồi này. Đấy, XV7DVD này. Đấy, cái này thì sử dụng điện 100V nhá. Công suất của cục thì là 60W này. Đấy. Đây, nghe đài FM-AM ở đây luôn. Đấy. Ngoài ra thì ở cổng này đây, ở phía dưới còn có thêm một cổng đây như kiểu cổng HDMI để kết nối TV qua hay như nào đó nữa. Đấy. Có cả cổng quang nhá. Ở đây thì có cả cổng quang ra và quang vào luôn. Đấy, quang in và quang out thì đây em sẽ thử luôn cổng quang in cho mọi người nhá. Ở cái quang này thì nó chỉ quang để sử dụng cho cái cục này thôi, tức là khi mọi người về mọi người kết nối với cả loa ở đây luôn thôi, chứ cái quang này không có tác dụng để làm giải mã đâu mọi người nhé, tức là quang sử dụng cho cái cục này thôi. Đó. Đây sau đây em sẽ thử sang chế độ đường đấy, đây là đường quang nhé. Đấy. Đấy, công suất 60W cũng khá là lớn luôn. Đấy, quang ok luôn nhá. Đó. Thì em báo giá luôn cho cái cục Victor V7 này nhá. Đấy, cục này thì thôi em để giá cho mọi người là 690.000 nhá. Đấy, phải nói là rất rẻ cho một cục có cả USB này, cổng quang như thế này. Đó. Thì về mọi người test thêm cho em các chức năng khác nhá. Mọi chi tiết thì liên hệ ngay với em theo số điện thoại là 0966 594 581 ạ. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại.